Xin chào tất cả mọi người. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ đi test chất âm karaoke của cặp loa bãi đến từ thương hiệu CF Audio, model là FA12. Loa thuộc dòng loa full, cấu hình loa gồm một loa bát 30 và một chiếc kèn. Mình đã có một clip để giới thiệu chi tiết về hình thức thùng, củ loa bát, củ loa chép và phân tần của dòng loa này. Quý khách nào quan tâm đến dòng loa này thì hãy vui lòng xem lại video trước của mình. Ở đây là kiểu dáng thùng của loa. Loa thuộc kiểu dáng thùng cân. Ở logo của thương hiệu CF Audio. Dòng loa bãi xịn của CF Audio, một thương hiệu đến từ Mỹ. Màu này là màu ghi. Màu ghi sáng rất là sạch. Màu này rất là sáng và sạch, không phải là màu trắng nên nó sẽ không bẩn. Và đây là thông số ở phía sau. Logo của thương hiệu CF Audio, hàng bãi xịn, model là FA12. Mình đã kết nối với cục đẩy. Ở phía bên kia thì có một loa nữa. Và ghép với cặp loa này thì mình sẽ ghép với một con đẩy hai kênh hàng bãi đến từ thương hiệu Zoen DM và một con vang số đến từ thương hiệu CA Sound, model là PR2, một bộ quản lý nguồn và một bộ mic không dây. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi test chất âm karaoke của cặp loa bãi này và kính mời mọi người cùng lắng nghe. Vâng, và trước khi hát thì mình sẽ test qua về chất âm của micro. Đi 1 2 5 6 7, đi 5 6 7 9 10, đi. Vâng, và quý khách đang được nghe chất âm karaoke phát ra từ cặp loa bãi đến từ thương hiệu CF Audio, dòng loa full bass 30, và mình đang hát bằng cái chế độ là một cái echo là gì mà của con vang số CSM. Người con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn.
đọc lại dễ lo một người tôi yêu. Vâng, và vừa rồi thì mọi người có được nghe được một đoạn chất âm karaoke mình hát với cặp loa bãi đến từ thương hiệu CF Audio, dòng loa full bát 30. Và cái sản phẩm này bên cửa hàng nhà mình đang bán với giá là 11 triệu đồng giá bán tại cửa hàng. Quý khách nào quan tâm đến sản phẩm hãy vui lòng liên hệ mình có số điện thoại là 0826252688 hoặc đến trực tiếp tại địa chỉ phố Lẻ, Nga, Thái Bình để xem, test và nghe trực tiếp sản phẩm. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.